Ai đam mê xem phim truyện cổ trang Trung Quốc hẳn sẽ rất quen thuộc với những từ xưng hô như tại hạ, bỉ nhân, hộ. Những từ này nghe có vẻ lịch sự, nhưng vào thời kỳ vua chúa xưa ở Trung Quốc, chúng được người dân sử dụng hàng ngày, ai cũng có thể dùng được. Cách xưng hô chẫm mang ý nghĩa đặc biệt là lựa chọn tốt nhất cho sự tồn tại độc nhất của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Trong triều đại phong kiến, từ ngữ xưng hô của Hoàng đế chỉ dành riêng cho ông, không ai có thể sử dụng hoặc đúng hơn là không dám sử dụng. Trong đó, từ được các hoàng đế dùng phổ biến nhất chính là chẫm, xưng hô chuyên biệt được lưu truyền từ thời Tần Thủy Hoàng, một trong những thiên cổ nhất đế của Trung Quốc. Năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước chư hầu và thành lập triều đại thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, nhà Tần. Ông lên ngôi Tần Vương năm 13 tuổi và trở thành hoàng đế năm 38 tuổi. Thay vì tiếp tục xưng vương như các vị vua thời nhà Thương và nhà Chu để đánh dấu mốc cho việc thống nhất Trung Hoa và chứng tỏ nhà Tần còn vĩ đại hơn các triều đại trước, ông tự tạo ra một danh hiệu mới là Hoàng đế và tự gọi mình là Thủy Hoàng đế. Trong thời kỳ như một khởi đầu mới của nền văn minh Trung Hoa này, Tần Thủy Hoàng quyết định thực hiện cuộc cải cách lớn và thi hành chế độ thống trị mới, bao gồm thiết lập hệ thống quan lại nắm quyền ở địa phương do triều đình chỉ định, thay vì phân chia ban tước cho các quý tộc như trước kia, cho phép nông dân sở hữu đất. Nhân dân phải học cùng một loại chữ viết, sử dụng phương pháp đo lường thống nhất và tuân thủ hệ thống luật pháp chặt chẽ. Tần Thủy Hoàng, người tự cho rằng bản thân đã thành công vượt qua Tam Hoàng Ngũ Đế, những nhân vật cai trị cổ xưa được cho là đã khai sinh ra nền văn minh Hoa Hạ, cũng chọn cho mình một cách tự xưng đặc biệt là chẫm. Chẫm xuất hiện sớm nhất vào thời kỳ người Trung Quốc xưa sử dụng giáp cốt văn, văn tự, chữ viết khắc trên xương cốt động vật. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, chẫm là cách gọi tự xưng phổ biến mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Tuy nhiên, so với các cách gọi khác, chẫm thường được nhóm người có quyền lực và địa vị yêu thích hơn. Cuối thời kỳ chiến quốc, chẫm dần không được sử dụng trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, thay vào đó là ngã và ngộ, đều mang ý nghĩa tôi, bản thân. Vì vậy, Tần Thủy Hoàng đã chọn chẫm từ đã không còn phổ biến đối với người bình thường, vừa thể hiện sự đặc biệt của bản thân, vừa có thể khiến dân thường thích ứng nhanh hơn và tránh né cách tự xưng độc tôn của hoàng đế. Ngoài ra, việc Tần Thủy Hoàng sử dụng chẫm để tự xưng còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Căn cứ theo chữ tượng hình, một trong 6 cách sáng tạo chữ Hán của Trung Quốc, bao gồm tượng hình, chỉ sự, hình thanh, hội ý, giả tá, chuyển chú. Hình thái ban đầu của chữ chẫm trông giống một hình vẽ bao gồm chữ chu, có nghĩa thuyền, bên trái và bộ chữ bên phải, ghép lại tạo nên ý nghĩa là ngòi lửa trong thuyền. Ở thời cổ đại, năng suất lao động của xã hội loài người còn thấp và đa phần phụ thuộc vào môi trường tự nhiên. Vào thời đó, con người thường tập trung sống dọc theo hai bên bờ sông, nước sông có thể dùng để uống và giặt giũ, cá dưới sông cũng là một trong những nguồn thức ăn chủ yếu. Trong hoàn cảnh như vậy, thuyền đã trở thành một công cụ quan trọng để mưu sinh và đánh bắt. Lửa cũng chiếm một vị trí quan trọng trong các nền văn minh cổ đại, con người dùng lửa để nấu thức ăn và xua tan bóng tối. Dã thú có bản tính sợ lửa, nhờ đó con người tránh được trường hợp bị thú dữ làm hại. Hơn nữa, có lửa, con người mới có thể sáng tạo ra nhiều thứ mới. Từ thời cổ đại, con người đã vô cùng tôn thờ ngọn lửa, từ đó sản sinh ra những đấng tối cao như thần lửa. Cùng với đó, lửa được coi là biểu tượng của địa vị. Có thể nói, thuyền và lửa, một cái là nguồn gốc của tài sản và sự giàu có, cái còn lại là đại diện cho quyền lực. Sự kết hợp của cả hai tượng trưng cho quyền lực tối thượng nhất theo quan niệm khi xưa. Từ quan điểm này, từ chẫm mang theo ý nghĩa thuyền và lửa, thực sự là lựa chọn tốt nhất cho sự tồn tại độc nhất của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Kể từ đó, những hoàng đế ở các triều đại tiếp theo của Trung Quốc cũng dùng từ này đã tự xưng, trở thành cách xưng hô quen thuộc như chúng ta đã biết trong phim cổ trang. Quả nhân là gì? Một trong những cách xưng hô thường thấy của hoàng đế thời xưa là quả nhân. Xét về nghĩa bề mặt, quả ở đây là ít ỏi, lẻ loi. Còn nhân, ngụ ý là nhân nghĩa, nhân đức. Từ quả nhân thời cổ còn có ý nghĩa là quả đức chi nhân, ý chỉ người ít đức. Do đó quả nhân là cách xưng hô khiêm tốn của các vị vua, tự cho mình là người ít đức, hay về phương diện tu đức vẫn làm chưa tốt. Người xưa nhấn mạnh dĩ đức trị quốc, quân quyền thần thụ, nghĩa là quyền lực của quân vương là do trời ban cho. Hoàng đế mang sứ mệnh trọng đại là thay mặt thiên thượng cai quản nhân gian,
dùng đức để dẫn dắt dân chúng tuân theo thiên đạo, tạo phúc cho dân. Do đó trời sẽ chỉ ban thiên hạ cho những người có đức lớn. Và nếu các bậc quân vương mất đức, sa đọa, thì sẽ bị thiên thượng trừng phạt. Vì vậy mà quốc vương, hoàng tử hay các vị vua thời xưa thường chú trọng tu tâm dưỡng đức và khiêm tốn gọi mình là quả nhân. Như trong tả truyện có chép về chuyện Tống Mục Công quyết nhường ngôi cho cháu, thay vì cho con trai như sau. Năm 720 trước công nguyên, khi Tống Mục Công ốm nặng, ông cho truyền đại tư mã Khổng Phụ ra, nói muốn lập con trai của Tuyên Công là Dữ Di lên nối ngôi, trong khi các quần thần lại muốn lập công tử Phùng, con của Tống Mục Công lên làm vua. Lúc đó Tống Mục Công nói, hãy phò tá phụng sự Dữ Di lấy xã tắc làm trọng, như vậy dù quả nhân có chết cũng không hối hận. Ông còn bắt con trai là công tử Phùng sang nước Trịnh làm con tin, nhường ngôi cho cháu để báo ơn anh đã nhường ngôi cho mình, mặc cho nhiều ý kiến phản đối. Cô, người cô độc. Cách nói này cũng bắt đầu xuất hiện từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Theo khảo cứu của học giả Triệu Dực đời nhà Thanh, trong các nước chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc, vua của những nước có thực lực mạnh đều tự xưng mình là quả nhân, và những nước có thực lực yếu vua thường tự xưng là cô. Tại sao họ tự xưng như vậy? Nguyên nhân vì, mặc dù là nước yếu nhưng họ vẫn là vương của một nước. Đó là những người có quyền lực tối cao trong nước khiến người bình thường không dám gần gũi. Do đó, vương của các nước chư hầu này tự xưng là cô với ý nghĩa người cô độc, cô đơn. Sau thời Tần Hán vẫn có hoàng đế tự xưng là cô. Cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, quần hùng giấy khởi, một số vị hoàng đế của các nước chư hầu chia cắt một phương như Tôn Quyền thời Đông Ngô cũng tự xưng là cô. Quân vương nhân đức được thiên thượng ban thưởng. Trong cuốn Tân Tự Tạp Sự Tứ của Lưu Hướng có chép một câu chuyện khác như sau. Vào thời Xuân Thu, khi Tống Cảnh Công làm vua nước Tống, xuất hiện tinh tượng huỳnh hoặc chấn sao tâm. Tống Cảnh Công kính sợ thiên thượng, trong lòng lo âu, gọi Tử Vi đến hỏi huỳnh hoặc chấn sao tâm là đại biểu cho điều gì. Tử Vi nói huỳnh hoặc là đại biểu cho sự trách phạt của thiên thượng. Tai họa sẽ giáng vào thân của quân vương nước Tống. Mặc dù vậy, cũng có thể chuyển huỳnh hoặc vào thân của tể tướng. Tống Cảnh Công đáp, tể tướng là nhân tài trị quốc, chuyển vào thân của ông ấy thì ông ấy sẽ chết. Không được, quả nhân sẽ tự mình gánh chịu. Tử Vi nói, hoặc cũng có thể chuyển vào thân của Bách Tính. Tống Cảnh Công nói, Bách Tính chết đi thì ta làm quốc vương còn có ý nghĩa gì, ta nguyện một mình ta chết cũng được. Tử Vi nói, vậy có thể chuyển sang kết quả thu hoạch lương thực năm sau. Tống Cảnh Công đáp, kết quả thu hoạch năm sau nếu không tốt thì dân chúng sẽ chết đói. Vì lợi ích của quân vương mà giết dân chúng của mình thì quá tùy tiện, ai còn xem ta là quân chủ nữa. Mệnh của quả nhân đã đi đến cùng rồi, khanh không cần nói nữa. Tử Vi quỳ xuống nói, vi thần to gan xin chúc mừng đại vương. Thiên thượng ở trên cao nhất định có thể nghe thấy lời của ngài. Đại vương ba lần nói lời nhân từ, thiên thượng nhất định sẽ thưởng cho ngài ba lần. Đêm nay nhất định tinh tượng sẽ biến đổi 3 lần, thọ mệnh của đại vương sẽ kéo dài thêm 21 năm. Đêm hôm đó, tinh tượng quả nhiên dịch chuyển 3 lần đúng như Tử Vi nói. Tinh tượng là đại biểu cho sự biến hóa của thiên thượng, đối ứng với phúc họa của thế nhân, cũng là để cảnh báo con người. Tống Cảnh Công thuận theo thiên mệnh, đứng trước đại nạn mất mạng mà vẫn giữ lòng nhân nghĩa, nghĩ cho bá tánh muôn dân. Tấm lòng nhân đức này quả là hợp với thiên đạo nên đã được trời cao ban phúc, kéo dài dương thọ. Tống Cảnh Công làm vua 61 năm, chỉ vì dân chúng một cách nhân từ, độ lượng. Ông vô cùng kính trọng các bậc thánh hiền, trọng đức, tuân lễ, nhờ vậy mà trăm họ được an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình. Bệ hạ thể hiện sự cung kính của người dưới. Thời cổ đại, chữ bệ ra đời sớm nhất quả thật là để chỉ bậc thang từ phía bên dưới đi lên đỉnh đài. Bệ có thể được làm bằng đất, có khi bằng gỗ với rất nhiều kiểu dáng từ đơn giản đến uốn lượn cầu kỳ. Vào thời cổ đại cũng chỉ có vua hoặc chư hầu mới có tư cách xây dựng đài làm nơi ở của mình. Dần dần, bệ trở thành bậc thềm trong cung điện của quân chủ. Theo ghi chép trong các tài liệu lịch sử, hoàng cung thời cổ được thiết kế tương đối kỹ lưỡng. Bảo tọa của hoàng đế được đặt ở trên cao, từ dưới nhìn lên bảo tọa có một hệ thống bậc thềm. Những bậc thềm này được gọi là bệ. Để bảo vệ sự an toàn của hoàng đế, các thị vệ được chia ra đứng ở hai bên bậc thềm. Lúc thiết triều, các đại thần đứng ở phía dưới.
Khi các đại thần muốn dâng lời bẩm báo điều gì, không dám gọi trực tiếp thiên tử, cho nên gọi bệ hạ, ý tứ là bản thân muốn nói với hoàng thượng, nhờ thị vệ dưới bậc thềm truyền lời. Qua đó cũng để biểu thị người có địa vị thấp, hướng đến người có địa vị tôn quý như hoàng thượng để góp ý. Trong thuyết văn giải tự, Hứa Thận có nói bệ thăng cao giai dã, tùng phụ, bỉ thanh, ý nói bệ là bậc cấp đi lên cao. Trong từ điển Hán ngữ hiện đại giải thích về chữ bệ đơn giản là bậc thềm, bậc thang trong cung điện, bệ hạ là phía dưới của bậc thềm. Điều này có thể tìm thấy trong các tư liệu lịch sử. Danh sĩ Thái Ung triều Đông Hán viết gọi là bệ hạ, tức quần thần khi nói với thiên tử, không dám chỉ đích danh thiên tử, cho nên nói với người dưới bệ để truyền lời, ý là người có địa vị thấp hướng đến người có địa vị tôn quý. Vì thế, bệ hạ trở thành danh từ chỉ hoàng đế, chỉ việc đại thần đợi ý chỉ dưới bệ, hoàng đế ngồi ở trên bệ cao chờ người truyền lời lên. Ngoài từ bệ hạ thì các từ như các hạ, điện hạ, tại hạ, tất hạ cũng là có hàm ý chỉ sự tôn kính của người bề dưới đối với người bề trên như vậy. Từ sau triều đại nhà Tần, từ bệ hạ chuyên dùng để chỉ hoàng đế đã được sử dụng một cách phổ biến. Như trong sử ký, Tần Thủy Hoàng Bản Kỷ, Tư Mã Thiên viết, từ thời thượng cổ không có ai uy đức bằng bệ hạ. Từ bệ hạ ở đây là chỉ hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Qua sự thay đổi của danh xưng các vị vua trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, có thể thấy ban đầu vua chúa ý thức được về sự khiêm nhường, nhận rằng mình cũng chỉ là người vâng mệnh trời để dẫn dắt, giúp đỡ dân chúng, nên cách tự xưng cũng không phô trương. Càng về sau, quyền lực tuyệt đối và sự uy nghiêm của người đứng đầu triều đại mới càng được đề cao hơn.